Sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương đã long trọng tổ chức lễ dân hương kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng Tháp canh cầu Bà Kiên tại khu di tích thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Dương và thành phố Tân Uyên cùng các đại biểu dự lễ. Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham dự lễ có các đồng chí Quảng Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thái Bảo, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương và chỉnh phúc mặc niệm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh thắng Tháp canh cầu Bà Kiên trên vùng đất chiến Cù Đề. Chi đội 10, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang hai tỉnh Biên Hòa và Thủ Dầu Một đã thực hiện phương châm lấy ít thắng nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông. Để mở đầu cho phong trào đánh sập tháp canh khắp chiến trường cả nước, là cơ sở hình thành một binh chủng mới của quân đội, binh chủng đặc công anh hùng. Chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên ngày 19 tháng 3 được lấy làm ngày truyền thống của bộ đội đặc công. Đồng chí Trần Công An là chỉ huy trưởng của đơn vị đến trận này. Là tôi là người giao miền FT cho đồng chí Trần Công An để tiêu diệt cầu Bà Kiên, không cho tháp là đưa quân đi vào chiến khu đây, chiến khu của Bình Dương đó. Cho nên cái trận đánh là có ý nghĩa rất là quan trọng, mà trận đứng được cái đoàn quân hiếu chiến của tư dân Pháp để đi vào chiến khu. Ngay sau lễ dân hương, các đại biểu đã tham quan công trình tu bổ phục hồi di tích chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên với bia tưởng niệm khắc bức phù điêu ba chiến sĩ du kích công đồn. Bên trái khắc dòng chữ nơi Bác Hồ khen tặng dành cho chiến sĩ đặc công Tân Uyên chiến Cù Đề trở thành nơi khởi phát, thành quê hương cách đánh đặc công gắn liền với tên anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công An, đồng thời mở ra lối đánh đặc biệt tinh nhuệ của bộ đội đặc công anh hùng như lời khen tặng và là truyền thống của bộ đội đặc công ngày nay, anh dũng tuyệt vời, mưu trí sáng tạo, đánh hiểm thắng lớn. Đó là tua của người Tây á, nó bị dựng tô lô cốt dài theo các cái đường huyết mạch giao thông á, thì nó cản mình, thì lúc đó mình lại có cái chuyển biến lớn lên dần dần mới sinh ra cái chuyện mà đánh cái mìn này nè. Ban đầu người ta đánh gọi là trái beta nha, rồi sau đó thấy không sập nổi, chuyển sang người ta chế ra trái FT, thì đánh đúc vào cái đó thì nó là cái lỗ. Được cái thư mời đã vui mừng lắm, vui mừng trước nhất là nhớ lại những anh em trước với mình, mà nhất là nhớ người anh bãi của chú đó. Còn chú thì phải nói là qua từng thời kỳ được trên quan tâm cũng mực. Tháp canh cầu Bà Kiên được thực dân Pháp xây dựng khoảng năm 1948, cao 12 m, là công sự vững chắc nằm trong hệ thống đồn bốt tháp canh của địch trên chiến trường Đông Nam Bộ. Tại nơi đây, vào đêm 18 và rạng sáng ngày 19 tháng 3 năm 1948, tổ du kích Tân Uyên gồm các đồng chí Trần Công An, Hồ Văn Lung, Trần Văn Nguyên Trang, v.v. đã bí mật đột nhập, dùng thang leo lên, thả lựu đạn vào trong tháp canh, tiêu diệt gọn 11 tên địch, thu 8 khẩu súng, 20 quả lựu đạn. Có thể khẳng định chiến thắng tháp canh cầu Bà Kiên mở màn cho quân ta đánh bại hàng loạt các đồn bót. Tháp canh trên chiến trường Nam Bộ và cả nước là cái nôi của sự hình thành một binh chủng mới của quân đội ta, binh chủng đặc công.